chương trình Hiểu Nơi Ta Ở kỳ trước, sau khi được tiếp cận và biết nhiều hơn về lịch sử hình thành, nguồn gốc tên gọi của huyện Cần Đước, ekip thực hiện chương trình lại tiếp tục chuyến hành trình tìm hiểu địa danh trên đất Long An, ở nơi được cho là có lịch sử hình thành gần giống với Cần Đước, đó là huyện Cần Giuộc. Cần Giuộc là vùng đất thuộc gia đình xưa, đến thế kỷ 19 trở thành một phần đất của huyện Phước Lộc thuộc trấn Phiên An. Tên gọi Cần Giuộc xuất hiện với tư cách là đơn vị hành chính cấp huyện vào khoảng cuối năm 1864. Thế nhưng, lịch sử vùng đất này có chiều dài hơn rất nhiều. Vào năm 1978, khi tiến hành khai đào tại di chỉ rạch núi thuộc xã Đông Thạnh ngày nay, có rất nhiều hiện vật được tìm thấy. Căn cứ vào kết quả khảo cổ tại đây, các nhà nghiên cứu nhận thấy vùng đất này thực sự đã có người sinh sống từ 2.000 đến 3.000 năm trước. Nhưng do địa thế đất đai chưa ổn định nên sau đó vùng đất lại trở nên hoang vu. Di chỉ rạch núi với tầng văn hóa quan trọng và có nhiều di vật quý hiếm thuộc thời tiền sử mang ý nghĩa lớn trong việc đóng góp cho lịch sử địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Bề dày lịch sử hình thành, phát triển vùng đất Cần Giuộc còn để lại dấu ấn qua những cơ sở tín ngưỡng dân gian gắn bó với bao đời cộng đồng dân cư, phản ánh một khía cạnh đời sống tâm linh của cư dân trong vùng, thể hiện ước vọng về cuộc sống no đủ mùa màng bội thu. Lễ hội hàng năm tại các cơ sở tín ngưỡng này là dịp gắn kết cộng đồng, tôn vinh các giá trị văn hóa tồn tại qua thời gian. Chú con được biết đó là cái ngôi miếu bà Ngũ Hành này nè thì cũng được xếp hạng di tích đó, thì chú có thể là giới thiệu cho con biết một số cái đặc trưng về cái kiến trúc ở đây được không ạ? Đặc trưng kiến trúc ở đây là từ ngày xưa, từ thời mà dân di dân tới đây thì lập từ ngôi miếu nhỏ hình thành trải qua nhiều năm. Dạ. Cả thế kỷ mới được xây dựng lại mới như ngày hôm nay. Dạ. Là mỗi năm là diễn ra lễ hội là tiếp từ 3 đến 4 vạn lượt khách về, chủ yếu là chiêm ngưỡng cúng bái và cầu an cho vá bá tánh, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc tế dân an, nhà ấm no hạnh phúc. Dạ, con cũng chưa có được hiểu lắm về cái miếu bà này nè chú. Thì không biết là những cái hình ảnh hai bên này là sao chú ha? Đây là thờ Ngũ Hành Nương Nương. Dạ. Tượng trưng cho cây mộc thủy hỏa thổ. Dạ. Còn những bức tượng xung quanh này là trang điểm thôi, thêm cho đó nó sự linh thiêng thôi. Như vậy thì hàng năm thì cái lễ hội diễn ra là từ ngày mấy hả chú? Lễ hội hàng năm diễn ra là từ ngày 18 tháng Giêng âm lịch tới ngày 21. Dạ. Và những cái hoạt động chính trong lễ hội là gì chú? Hoạt động chính trong lễ hội là cúng rước bà, bóng rổi. Dạ. Hoạt động những trò chơi dân gian, chủ yếu là phục vụ trên lễ và hội cho bà con từ xa về chiêm ngưỡng. Dạ, theo con được biết đó là cái bóng rổi đó là một cái hình thức trình diễn dân gian rất là đặc trưng của cái miếu bà Ngũ Hành mình phải không chú hả? Đúng rồi. Dạ. Vì cái bóng rổi từ ngày xưa giờ là lúc nào cũng phải có, và bóng rổi là cũng được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể. Thật ra mình bây giờ mình phải theo cái nét truyền thống ngày xưa và ông bà truyền lại phổ biến tới ngày hôm nay. Dạ. Như vậy thì nếu mà hàng năm ở cái miếu bà Ngũ Hành của mình á, thì để mà trình diễn cái bóng rổi đó thì những cái ai là người trình diễn hả chú? Cái đó là một có một đoàn ở từ thành phố về trình diễn cái này. Dạ. Chú con rất là cảm ơn chú đã cho con hiểu thêm về cái tục thờ ở cái miếu bà Ngũ Hành này. Về vị trí địa lý, Cần Giuộc nằm ở phía đông của tỉnh Long An, giáp giới thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này đã biến Cần Giuộc thành địa bàn quan trọng khi đất nước trải qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây là nơi tích trữ cất giấu vũ khí, chở che, nuôi dưỡng cán bộ. Với tinh thần yêu nước, kiên cường, người nông dân cũng trở thành chiến sĩ. Những vật dụng gắn bó với người nông dân trên ruộng đồng cũng trở thành vũ khí chống giặc, góp phần xây dựng tượng đài bất tử về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của người nông dân áo vải chân bùng.
Quý khán giả thân mến, khi đã đến Cần Giuộc thì có lẽ là sẽ thật là thiếu sót nếu như mà chúng ta không đến thăm nơi ở của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Và cũng chính nơi đây cụ đã viết nên án văn bất hủ, văn tế nghệ sĩ Cần Giuộc. Chùa Tôn Thạnh, năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng trầm. Chùa Tôn Thạnh ban đầu có tên là Lan Nhã, được thiền sư Viên Ngộ sáng lập năm 1808. 16 năm sau, khi thiền sư Viên Ngộ viên tịch, chùa Tôn Thạnh đã đi vào lịch sử nước nhà qua bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Trong thời gian từ năm 1859 đến 1861, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã về dạy học, làm thơ, bốc thuốc cho dân dưới mái chùa này. Trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, chùa Tôn Thạnh ngày nay cũng có nhiều thay đổi. Chùa Tôn Thạnh hiện nay là một tổng thể kiến trúc bao gồm tiền điện, chánh điện, nhà giảng, đông lan, tây lan. Chùa vẫn giữ được nét cổ xưa qua hệ thống cột kiểu tứ tượng ở chánh điện, những tượng Phật có từ đầu thế kỷ 19, các quành phi câu đối sơn son thép vàng. Trong khuôn viên chùa Tôn Thạnh hiện còn có các bia kỷ niệm được xây dựng để lưu lại dấu tích của cụ đồ Chiểu. Đến viếng chùa Tôn Thạnh thăm lại một danh lam của đất gia đình xưa và tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu ngày nào đã từng ở nơi đây xây dựng tượng đài những người chân ấp dân lân yêu nước bằng án văn bất hủ. Cần Giuộc còn được biết đến với những tên người như Nguyễn Thị Bảy, Trần Chí Nam, Nguyễn Thái Bình là tấm gương cho bao lớp thanh niên thời chiến lẫn thời bình. Đặc biệt, Nguyễn Thái Bình là trí thức trẻ tích cực trong phong trào chống Mỹ ngụy của người Việt ngay trên đất Mỹ, một biểu tượng về lòng yêu nước của sinh viên Việt Nam trong mắt người yêu chuộng hòa bình những năm Mỹ xâm lược Việt Nam. Tượng đài anh hùng Nguyễn Thái Bình trong tư thế hiên ngang minh chứng cho truyền thống đấu tranh bất khuất xuyên suốt chiều dài lịch sử của nhân dân Cần Giuộc. Cần Giuộc chính thức trở thành một cái đơn vị hành chánh cấp huyện là vào ngày 9 tháng 11 1864, và sau cái nghị định ngày 20 tháng 12 1899 bãi bỏ khu tham biện và thay bằng tỉnh của chính quyền thuộc địa, Cần Giuộc trở thành một cái quận của tỉnh Chợ Lớn. Về phía chế độ cũ thì năm 1956 thì họ đã sáp nhập cái tỉnh Chợ Lớn với tỉnh Tân An, rồi lại chia ra là tỉnh Long An và tỉnh Kiến Tường. Lúc đó hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước thuộc tỉnh Long An được đổi tên là Thanh Đức và Cần Đức. Sau ngày giải phóng 1975 thì nhà nước đã hợp nhất hai tỉnh Kiến Tường và Long An để thành tỉnh Long An mới. Thì lúc đó huyện Cần Giuộc trực thuộc tỉnh Long An mới. Về nguồn gốc địa danh thì theo cái tư liệu Lơ Si Bát Sắc, có nghĩa là Miệt Tiền Giang của Trương Vĩnh Ký, thì có ghi nhận những cái chi tiết Cần Giuộc theo ngôn ngữ Môn Khmer thì gọi là Can Tuốt, Sóc Can Tuốt. Và bà con cư dân Khmer ở đồng bằng sông Long thì cho biết rằng Can Tuốt nó có nghĩa là cây chùm ruột hoặc là cây tầm ruột. Đến thăm để hiểu hơn trời đất và người Cần Giuộc cũng là để yêu hơn mảnh đất chịu nhiều gian khó trong đấu tranh và cả trong thời kỳ xây dựng phát triển. Với những người xa quê, tên gọi Cần Giuộc chắc hẳn sẽ càng gần gũi thân thuộc hơn khi đã được hiểu rõ về nguồn gốc tên gọi của quê hương mình.